Đây là buổi diễn tập của các gia đình trong tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy của tổ dân phố Hậu An, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây. Ngay khi phát hiện đám cháy giả định, tổ liên gia đã thực hiện báo cháy, sử dụng bình chữa cháy xách tay để xử lý đám cháy, tổ chức thoát nạn cho các thành viên trong hộ gia đình, di chuyển tài sản ra xa khu vực cháy. Việc thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng với kiểm tra về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện đã góp phần nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy trong nhân dân. Khi mà có biến cố thì chúng tôi có chuông báo động liên kết của 9 hộ là mỗi nhà có 2 bình xịt bọt hoặc xịt khí và có đầy đủ như búa hoặc là kìm cộng lực. Cấp ủy, chi bộ, tổ dân phố và giao cho các cái đội dân phòng phòng cháy chữa cháy đi đến từng nhà tuyên truyền vận động cho người dân nắm rõ hiểu được những cái vai trò tác dụng của cái việc tự trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy. Đến nay là toàn phường Lê Lợi đã được 89% hộ nhân dân là tự trang bị phương tiện và phòng cháy chữa cháy là bình chữa cháy. Là địa bàn có nhiều di tích lịch sử văn hóa, cùng nhiều nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, nên việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy ở phường Lê Lợi luôn được chính quyền và các cơ quan quản lý quan tâm và chú trọng. Đến nay, toàn phường Lê Lợi đã thành lập được 7 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và nhiều điểm chữa cháy công cộng. Với sự tuyên truyền, hướng dẫn của công an thị xã, việc trang bị bình chữa cháy tại mỗi hộ dân tại phường Lê Lợi cũng đạt trên 90%. Chúng tôi cũng rất quan tâm đến công tác phòng cháy cháy tại các đội dân phòng và tổ liên gia, phát huy được cái sức mạnh của toàn dân với hệ thống chính trị, với ý thức của mỗi người dân, thì tôi nghĩ rằng công tác phòng cháy và công tác chữa cháy, thực hành chữa cháy cũng đạt hiệu quả rất cao vì mọi người đã được tập huấn, cũng đã được thực hành. Đến thời điểm này thì trên địa bàn thị xã Sơn Tây đã đạt được 70%, nghĩa là mỗi hộ gia đình trang bị một bình chữa cháy, thì riêng phường Lê Lợi, đây là phường lõi trung tâm, cũng đã đạt được 91%. Thì tôi suy nghĩ rằng thì mục tiêu đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 thì chỉ tiêu 100% là sẽ đảm bảo được cái hoàn thành chỉ tiêu này. Còn các cái chỉ tiêu khác như trang bị dụng cụ cứu hộ cứu nạn, trang bị dụng cụ thô sơ thì trên địa bàn thị xã cũng đã có những cái tuyên truyền vận động để mọi người dân cũng đã triển khai rất là tốt. Việc xây dựng các tổ liên gia phòng cháy chữa cháy, các mô hình điển hình về phòng cháy chữa cháy nhằm mục đích nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân sinh sống, làm việc trên địa bàn, phát huy vai trò tự chủ, tự quản, tự phòng ngừa trong công tác phòng cháy chữa cháy. Với vai trò nòng cốt, Công an thị xã Sơn Tây đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể cơ sở, nhân rộng và phát huy hiệu quả những mô hình đảm bảo an toàn trong khu dân cư nhằm hạn chế thấp nhất các vụ cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra.